Alo, xin chào anh em nhé. Hôm nay em Tú có về thêm ít máy bãi của The World này anh em ha. Thì hôm nay mình có đây là có khoang nè, có bu lông nè, cưa cành trên cao nha, cắt gỗ nè, rồi cưa xích 60V, rồi máy thổi 60V và máy thổi 20V, rồi cưa xích 20-60 đều có đầy đủ anh em ha. Hôm nay về thêm được máy mã xích bu lông DCS 899, hàng USA luôn nha anh em. Đây, Made in USA. Đó, còn mấy cây rất là đẹp anh em ha. Nói chung về những cái máy xíu bu lông như vậy, tình trạng của máy như vậy thì anh em cứ nhìn tham khảo sơ nha. Giá hiện tại thì ví dụ như cây này đi, DCS 899, hàng này hàng Mỹ về đi, nếu mà hàng Mỹ độc hộp luôn tầm khoảng hơn 6 triệu một body. Còn bây giờ hàng mình, hàng như thế này, hàng bãi, nhưng mà mình đã chọn cho anh em hết rồi. Nói chung là những cái máy này anh em về chỉ cần cắm pin vào là xài thôi. Thì body này hiện tại giá của nó 2.9 nha anh em, chưa bao gồm pin sạc. Còn nếu mà anh em nào muốn pin sạc thêm á thì mình cũng có đầy đủ luôn. Pin sạc ở đây thì mình có pin sạc mới nha. Ở đây mình có một viên pin để mình test thử cho anh em. Pin sạc thì mình sẽ bảo hành 1 năm. Lỗi đổi mới. Máy có 3 cấp độ nè anh em. Rất là mượt ha, rất là mạnh luôn. Đó, con này những anh em nào mà sửa xe máy, anh em làm xe tải rồi đó, thì anh em sắm con này rất là ok. Thang máy con này thì lực của nó rơi vào hơn 1000 newton. Hiện tại mình về được 5 cây bu lông nha anh em, 5 cây bu lông 899, hàng ở đây. Đó, anh em nào quan tâm thì anh em có thể lấy thêm. Đó, rồi tiếp tục là hôm bữa có anh em hỏi về 887 nè, DCS 887, máy bắn vít nha anh em. Đó, hôm nay mình có về máy bắn vít DCS 887 cho anh em đây. Đó, rồi đây, DCS 887 thì được rồi á. Mình về mấy cái cây DCS 887, cái đầu nó hơi đảo một tí. Những anh em mua đợt trước á thì những cái đầu nó sẽ hơi đảo một tí, nhưng mà đợt này á thì mình có fix lại cái đầu trên cái đầu rồi nha anh em. Mình đóng bạc lại cho anh em ngon lành luôn rồi. Nói chung về đầu quát này á thì cái đầu nó nguyên bản của nó đã là đảo rồi, nhưng mà máy đã qua sử dụng thì nó sẽ đảo hơn, lắc hơn đó. Còn mấy con này thì mình đã fix lại rồi, nói chung là rất là ok ha. Máy chạy anh em nghe tiếng đã không? Đó, ok anh em ha. Máy thì vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ. Những anh em nào mà thợ chuyên đi cày á thì anh em mua máy cái này, thứ nhất là nó đỡ sót, thứ hai nữa nó rẻ tiền, chi phí nó rẻ, anh em dễ lấy lại vốn hơn máy cái này nha. Rồi, thang máy thì giá của nó chỉ có 1.4 triệu thôi, mình sẽ hỗ trợ free ship cho anh em. Đó, được rồi thì là 1.350.000, nhưng mà được đó thì pin cái đầu nó đảo. Đợt này mình fix lại thì nói chung là hơi tốn công một tí thôi, nhưng mà mình sẽ xin thêm 50.000 tiền phí nữa. Đó, những anh em nào mà thấy thích thì anh em có thể là lấy thêm. Rồi, tiếp theo là khoan nha anh em. Khoan thì mình có DCD 996, 96, 3 cấp. Hàng Mỹ luôn nha anh em. Thì thang máy những con này á, thì anh em nào mà làm điện lạnh nè, anh em chuyên đi rút lõi thì anh em sắm con này, đi rút lõi cực kỳ đã luôn. Đó, DCD 99 nha, 96 nha anh em. Hàng Mỹ nha, được mấy cây luôn. Nay về được 5 cây, 6 cây à. Rồi, tiếp theo là máy cắt gỗ ha. Máy cắt gỗ thì vẫn là một cái model này. Mình thấy model này anh em chuộng nhiều nè, nên mình cùng tiếp tục, mình sẽ về thêm cho anh em. Mã con này là DCS 573, con này sử dụng được pin 20V và 60V. Nếu mà anh em sử dụng pin 60V đó, thì nó sẽ tăng cái hiệu suất gấp đôi nha anh em. Đó, gấp đôi so với bình thường. Ví dụ anh em sử dụng pin led này nè thì hiệu suất nó sẽ tăng gấp đôi so với anh em sử dụng bình thường ha. Con này thì lưỡi nó là lưỡi cắt thông dụng nha anh em, lưỡi 185.
độ chắc 185. Ngon lành luôn anh em. Cốt con này là cốt 16 nha anh em. Cốt 16, 16. Anh em nào mà sử dụng đĩa cắt á, thì anh em sử dụng, anh em mua mấy cái máy máy cắt mà nó có cái lông đền á, lông đền á, để anh em có thể cho em vừa với cái cốt 16 này. Ok, rồi. Con này là nó là máy chuyên cắt cổ nha anh em. Con này là chuyên cắt cổ, nhưng mà hiện tại là mình đang có một cái lưỡi. Con này vòng tua của nó là 5.500. Hiện tại là mình đang có một cái lưỡi này như thế này. Lưỡi này là chuyên dành cho anh em cắt sắt nè. Anh em có thể gắn được cho cái máy cắt cổ này luôn. Cắt cực kỳ ngon nha anh em. Cái lưỡi này thì nó cực kỳ giá trị rồi. Lưỡi này đường kính của nó là 182mm, 70 răng, chuyên cắt sắt. Anh em thấy nè, metal nè. Đó, nó chuyên cắt sắt. Ở bên này mình có lưỡi của Miyuki metal luôn. Đó, 45 răng. Thì nó tùy theo cái loại sắt mà anh em có thể cắt, sắt mỏng, sắt dày. Anh em có thể cắt khác nhau. Ví dụ loại này anh em có thể cắt được sắt dày nè. Còn loại mỏng này anh em có thể cắt được sắt hộp mỏng. Ví dụ như vài ly. Đó, vài ly tới 5 ly thì anh em có thể cắt thoải mái luôn. Con này mình đã cắt cái la 5 ly rồi. Cực kỳ ngon luôn anh em. Nói chung về Diabolo Miyuki thì nó ra những cái dòng lưỡi này để chuyên dành cho anh em sử dụng cắt sắt bằng cái lưỡi này ha. Lưỡi của con này thì nó hơi mắc tí, nhưng mà nó đúng giá trị nha anh em. Mình cắt cực kỳ ngon, mình có test rồi. Lưỡi này thì hiện tại là 1.2 triệu trên một lưỡi. Của Miyuki thì 1 triệu thôi. Miyuki chỉ có 1 triệu thôi. Diabolo thì nó sẽ mắc hơn, tại vì lưỡi này nó tới 70 răng. Đó. Anh em nào mà càng cắt sắt thì anh em có thể sử dụng lắp bằng máy cắt gỗ này cắt luôn. Ok. Rồi. Đó. Thì hiện tại 572 DCS 573. Đó, 573. Con này thì hiện tại mình tính anh em vẫn là giá cũ 2.2 triệu. Đó, mình sẽ hỗ trợ ship cho anh em ha. Rồi, tiếp theo máy thổi nè. Máy thổi 60V thì hiện tại mình còn được mấy cây à. Đó, tính cho anh em là 1.8 triệu nha. Dòng máy thổi 60V. Dòng này là dòng cao cấp nhất hiện tại của máy thổi rồi nha anh em. Anh em có thể gắn được cả pin 6, pin 9 và pin 12A nha. Thì tốc độ gió của nó ra là 200 km/h, khá là mạnh. Dòng pin Woodlet sử dụng động cơ, anh em nhìn động cơ nó giống như động cơ phản lực nè, giống động cơ phản lực đó anh em nhìn ha, nó giống động cơ phản lực nên cực kỳ khỏe luôn. Rồi, có đầy đủ đồ cho anh em ha, có cả cái đầu này để cho anh em gom gió nè. Rồi, còn cưa xích. Đây, cưa xích 60V. Thì con này là con 60V. Hôm bữa giờ mình bán cũng khá là nhiều cho anh em rồi. Thì giá con này thì giá của nó là hiện tại đang là 3 triệu ha. Mình sẽ hỗ trợ phí ship cho anh em. Làm xích đồ đầy đủ luôn. Con này dành cho những anh em đi khai thác cực kỳ ngon luôn. Rồi, sắp tới thì mình có về một cái dòng cưa xích. Lam của nó, đường kính lam của nó là 5 tấc. 50cm. Chuyên dành cho những anh em cưa và xẻ nha. Đó, con này anh em cưa thôi. Anh em muốn xẻ thì anh em phải thay thế lưỡi lam, còn con kia là máy lớn hơn, động cơ khỏe hơn thì anh em có thể xẻ được luôn. Đó, những anh em cưa đổ xuống bắt đầu anh em xẻ bán luôn là ok. Những anh em mà đi khai thác á, thì anh em dứt cây lớn hoặc cây này cưa xong chơi cây kia xẻ, anh em cần thay lưỡi lam thôi, lam xẻ là anh em cưa xẻ luôn, ok luôn. Rồi, sắp Tết rồi, anh em nào mà muốn dọn cành dọn cây á thì mình có về cho anh em cái này là cái máy tỉa cành trên cao nha, máy tỉa cành trên cao của Dover ha. Đó, thì hiện tại dòng này á, nguyên bản của nó, hàng mới của nó thì nó sẽ là có ba đoạn nha anh em, ba đoạn, mỗi đoạn nó tương ứng tầm khoảng 1 mét. Thì hiện tại mình chỉ còn có 2 đoạn thôi, giá thì khá là rẻ. Đó, thì hiện tại chỉ có 2 đoạn thôi, thì nó tương ứng tầm khoảng 2 mét. Cho một cái cây này tầm khoảng 2 mét nha anh em, về cái chiều dài đó. Đó, 2 mét thì anh em với cái chiều cao của anh em nữa thì vươn lên tầm khoảng nữa 2 mét nữa thì chắc đâu đó tạm chạy tầm khoảng 4 mét. Đó, những anh em nào mà cưa cây, ví dụ cây ăn trái hay là anh em làm cây ăn trái, anh em có nhà vườn rồi đó, anh em sử dụng cái này cũng được.
nó sẽ gồm có hai đoạn như thế này, một phần động cơ, một phần phần cắm pin. Đó, động cơ ở trên, ở dưới là cái chỗ cắm pin này. Đó, nó sẽ có hai đoạn, giá siêu rẻ luôn. Nếu mà hàng mới đập hộp luôn, giá nó rơi tầm khoảng 4.9 triệu nha cho một cây này. Đó, bảo hành cho anh em đầy đủ, lam xích đầy đủ luôn ha. Lam xích con này là 20 nha, lam 20. Lam 20. Đó. Rồi. Thì hiện tại là mình có về như vậy. Anh em nào quan tâm thêm về những cái hàng cũ thì anh em liên hệ mình nha. Rồi, chào tất cả anh em.